Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì gió biển đang đứng ở cạnh cây cầu Tam Tòa vào ban đêm đây mọi người. Thì ngày hôm nay thì gió biển muốn chia sẻ đến mọi người những cái thông tin. Cây cầu đang chạy đua tốc độ thần tốc để kịp hợp long như dự kiến. Thì thưa mọi người, bây giờ vào ban đêm đây, mà phía bên kia thì máy móc rồi cái hệ thống đèn thì vẫn khá là sáng mọi người. Ở những cái điểm kết nối giữa hai trụ giữa lòng sông, những nhịp đúc cân bằng để mà kết nối vào phía bên bờ đó, thì gió biển đang thấy các bác bây giờ thì vẫn đang tiếp tục thi công. Đó mọi người thấy đó, những cái điểm khớp nối hiện tại thì đang được úp cốt pha và kết nối những cái phần sắt và có những cái phần răng để đổ bê tông kết nối giữa hai trụ rất là lớn giữa sông với nhau. Đây là cái phần giữa sông đây mọi người. Đấy, mọi người thấy là bây giờ thì vì nó quá là tối nên là gió biển thấy ở dưới đất thì nhìn thấy các bác vẫn đang tiếp tục thi công đó. Mọi người thấy không khí và tiến độ thi công đang được diễn ra rất là khẩn trương. Ở trong đó các bác trang bị khoảng độ 5-6 cái đèn khá là sáng để mà thi công những cái phần sắt thép rồi những cái hạng mục ở trong cái điểm khớp nối đó. Và đây là phía cái điểm khớp nối phía bên địa phận huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định. Mọi người có thể thấy là một số anh em công nhân đang hàn xì ở những cái phần sắt đó, thì có thể thấy được những cái tiến độ đang diễn ra với cái thời điểm không kể ngày hay đêm được đẩy nhanh thi công để hợp long. Cầu Tam Tòa thuộc dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và cây cầu có tổng vốn đầu tư là 1.450 tỷ đồng. Cây cầu dài 1,36 km, gồm 27 nhịp nha mọi người. Với cái tiến độ thi công như thế này thì gió biển tin tưởng rằng trong một thời gian rất là ngắn nữa thì có thể hợp long đấy mọi người, đúng như dự kiến. Không chỉ ở cái khu vực này mà ngay cả ở những cái khu vực đường dẫn rồi đầu dốc mố ở phía bên địa phận Nghĩa Hưng của Nam Định, gió biển đang thấy họ thi công khá là khẩn trương, nhanh chóng, đồng bộ. Còn những cái phần, những cái trụ Super T rồi những cái nhịp ở đó, ở trên cạn ấy, thì đã thi công cơ bản hoàn thành rồi mọi người. Còn một số cái đoạn rất là ngắn đang đổ lan can thành cầu thôi mọi người. Đây, các bác này đang hàn đấy. Đấy. Mọi người có thể thấy được tiến độ được đẩy nhanh như thế nào. Cái cầu này thì vượt qua sông đáy và cái đoạn này thuộc xã Nghĩa Trung và Nghĩa Châu thì nó sẽ chạy khá là vòng vèo ở cái đoạn kia, và cái đoạn lòng sông nó được mở rộng ở đoạn đó rất là lớn. Đó, thì hôm nay gió biển chia sẻ đến mọi người vào ban đêm thì các bác vẫn đang tiếp tục thi công nha. Ở video này gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Gió biển sẽ cập nhật trong những video tiếp theo về tiến độ thi công công trình, đại công trình này.